Nói rằng trong cái quá trình mà hoạt động kinh doanh của Cam Ly á, Cam Ly chọn cái dự án nào á cũng đều thành công cái dự án đó. Nhiều khi mình á tự đặt cái câu hỏi là tại sao mà mình may mắn như vậy ta? Tại sao mà mình giỏi như vậy ta? Từ lúc đó là Cam Ly đã biết cái câu hỏi đúng rồi đó, đúng không các bạn? Tại sao mà mình giỏi như vậy ta? Tại sao mà mình chọn đúng cái dự án mà rất là thành công vậy ta? Và bây giờ Cam Ly mới có câu trả lời. Không phải là bây giờ mà là cách đây khoảng 5-7 năm. Sau khi rất là nhiều dự án thành công thì thông thường chọn lựa những cái sản phẩm hay là những dự án hay là những cái chương trình hay là một cái công việc kinh doanh gì đó thì người ta thông thường đưa ra nhiều cái chữ P, mà đó là product nè, là cái sản phẩm đó là gì nè, price giá cả của nó như thế nào nè, rồi nếu như bất động sản thì là vị trí nơi chốn của nó nè, rồi có promotion gì nè, vân vân. Và có một cái chữ P đó là people, people. Thì trước tới nay á, mặc dù Cam Ly cũng nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ của luật sư ở Mỹ, luật sư ở trong nước Việt Nam vân vân, là mỗi một cái dự án như vậy Cam Ly nhận được rất là nhiều cái hồ sơ tài liệu để mà nghiên cứu về dự án. Cam Ly không chỉ dừng ở đó mà Cam Ly điều thân chinh sang Mỹ và gặp chủ dự án. Gặp chủ dự án khi đó đó thì mình mới cảm nhận được là cái người này là họ tốt như thế nào, và có được một cái feeling là cái người chủ này họ có một cái tâm tốt nè, họ muốn giúp mọi người thành công nè, họ chú ý được cái việc là làm thẻ xanh này là rất quan trọng nè, rồi họ rất là chú ý về cái việc xây dựng cho cái dự án vân vân và vân vân. Thì Cam Ly cảm và feeling, lúc đó là Cam Ly gọi là feeling. Cho đến bây giờ thì Cam Ly cảm được cái năng lượng. Thí dụ như các bạn nói ở trên màn hình như vậy thôi mà chúng ta cũng đã cảm được cái năng lượng hừng hực hừng hực với nhau đó. Đó là chúng ta đã cảm được nó. Thì Cam Ly cũng cảm được cái điều đó, gặp một người và biết rằng người ta là người tốt, hoặc là cái người chưa tốt mà mình chưa có dám giữ, hoặc là mình chưa có dám ký cái hợp đồng với bất động sản đó. Thì thưa các bạn, tất cả mọi yếu tố đều quy về là chữ people, chữ con người. Vì con người có thể tạo ra được tất cả mọi thứ. Con người có thể tạo ra được cái dự án, đặt nó nằm ở đâu, xây nó thành công hay là chưa thành công. Và con người cũng là những cái người là người đứng đầu và trong ban quản lý, họ có thể điều động nhân sự để mà họ theo tiến độ và họ xây dựng ra được những cái dự án đúng cái tiến trình hay là chưa. Rồi con người cũng là tạo ra những cái vị thế nơi chốn, tạo ra giá cả, tạo ra nhiều cái promotion vân 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 vân, còn nhiều cái chữ P rất là hay nữa. Thì tất cả là do con người tạo ra hết. Nên Cam Ly rất là chú ý về con người từ khi kinh doanh cho đến nay. Và nay là chúng ta có chương trình đại sứ đầu tư toàn cầu. Bạn là ai? Cam Ly chú ý đến con người là trước tiên. Và con người không phải là chân tay hay là thân hình vạm vỡ đẹp đẽ hay là một cô gái xinh xắn. Mà cái tư duy là cái trước tiên. Cái tư duy và cái trí tuệ là cái trước tiên mà giúp cho chúng ta thành công. Thì mọi người có thể comment giúp Cam Ly là tư duy và trí tuệ là điều đầu tiên đặc biệt nhất giúp chúng ta thành công, và con người là quan trọng nhất, được không cả nhà? Thì chúng ta đã học được rằng là chúng ta có những cái giá trị, đó là nhân văn. Nhân văn là yêu thương và biết ơn. Và tại sao Cam Ly Group lại thành công như vậy, và những người thành công ở trên thế giới họ lại càng chia sẻ, họ lại càng thành công như vậy, đó là vì họ có những cái giá trị rất là lớn của người thành công. Và chúng ta đã chọn được cái giá trị yêu thương và biết ơn để mà hướng đến, để mà chúng ta rèn luyện và đạt được cái điều đó.
đúng không cả nhà? Có thể rằng là hôm nay chúng ta chưa có phải là một người rất là từ bi hay là rất là yêu thương gì đó, nhưng mà chúng ta quyết định rằng tôi muốn tôi là GIA. Thì GIA là cái có cái giá trị yêu thương và biết ơn. Đó là một cái giá trị. Thứ hai á, là trí tuệ. Trí tuệ là chúng ta phải luôn cập nhật cái tư duy, cái bản đồ tư duy và cái kiến thức, cái trí tuệ của chúng ta để nâng cấp nó lên. Cam Ly rất là vui vì mọi người ở đây phần lớn là đều có được những cái tư duy rất là tương đồng, và đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, vì cũng là hút như tất cả mọi người khác, nhưng mà các bạn lại đến và ở đây và có cùng cái năng lượng như vậy, rất là tuyệt vời luôn. Và cái giá trị của GAA nữa đó là toàn cầu. Vì chúng ta là không phải là chỉ bán những cái mặt hàng trong nước cho những người trong nước, mà chúng ta là bán những mặt hàng ở nước Mỹ là trước tiên ha, và sau này sẽ là những mặt hàng bất động sản trên toàn cầu nha cả nhà, chứ không chỉ dừng lại ở Mỹ. Tuy nhiên chúng ta bắt đầu ở Mỹ vì có quá nhiều điểm thuận lợi và cái điểm mạnh cho chúng ta. Thì chúng ta bắt đầu từ sản phẩm ở Mỹ và chúng ta sẽ giới thiệu cho khách ở Việt Nam trước, vì đó cũng là cái lợi thế của chúng ta. Tiếp đến chúng ta còn giới thiệu cho người Việt Nam ở các nước khác nữa đó các bạn. Tại sao không? Vì những người ở nước khác là người Việt đó, họ cũng đang cần những cái hạng mục đầu tư rất là tuyệt vời như vậy. Rồi chúng ta lại tiếp tục là giới thiệu nhiều cái hạng mục ở nước khác cho người ở nước khác nữa đó. Thí dụ như là chúng ta đang mở rộng ra Singapore, Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản, đó thì rất là nhiều nước ở trong khu vực. Như vậy các bạn mà đang ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc này vân vân, các bạn có những cái lợi thế rất là tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta mở rộng ra những nước đó, rồi chúng ta còn nhiều cái sản phẩm khác để mà giới thiệu nhiều hơn nữa. Nên cái giá trị của các bạn đang nắm giữ rất là lớn. Đó là cái giá trị, đó là toàn cầu ha. Thì cần một điều gì? Đó là chúng ta luôn luyện để chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn nè, chân thành hơn và tích cực hơn. Không ai nói rằng là chúng ta đã giỏi hết, đúng không? Cam Ly cũng vậy và đội ngũ của Cam Ly Group cũng vậy, chưa có ai đủ giỏi để mà nói rằng ô tôi đã giỏi rồi, không, mà là lúc nào cũng nói rằng là tôi vươn đến cái giỏi, tôi luyện thêm để giỏi thêm, tôi luyện thêm để chuyên nghiệp thêm, và tôi mong muốn đạt được cái sự chân thành hơn và tích cực hơn. Nên các bạn đang đúng ở đúng nơi để các bạn cùng luyện, cùng được rèn luyện cùng nhau. Đó thì trí tuệ thì chúng ta sẽ bồi dưỡng những cái gì? Chúng ta bồi dưỡng về thông hiểu về kinh doanh, về đầu tư, và nó không phải là những cái thông tin cũ kỹ lạc hậu, mà là phải là những cái thông tin đầu tư trong cái thời đại mới này nè. Đó thì các bạn sẽ cùng follow để mà các bạn được hướng dẫn là những cái thông tin kinh doanh đầu tư gì là để áp dụng cho thời đại hoàng kim chúng ta đang đang ở trong, và sắp tới là thời thời đại hoàng kim rất là rực rỡ, qua những cái đợt khủng hoảng hay là khó khăn gì đó thì chúng ta sẽ gặp được một cái thời đại rất là tuyệt vời. Thì những ai mà chuẩn bị được cho cái thời đại đó là trước tiên là đã vượt qua được cái sự khủng hoảng vào lúc này rồi thì đã là rất là tuyệt rồi, và chúng ta đang hướng đến cái thời đại tuyệt vời đó nữa. Nên trí tuệ của chúng ta đó luôn phải nâng cấp lên. Rồi, tư duy của chúng ta là luôn phải tích cực, đó là từ trong lời nói, hành động và suy nghĩ. Thì làm sao để mà đạt được cái điều đó, chúng ta cũng sẽ cùng rèn luyện với nhau. Và kinh doanh là dũng cảm, đúng không mọi người? Và phải dám thành công. Nên không phải là có rất là nhiều cái cơ hội cũng rất là tuyệt, cũng rất là tốt, đến với rất là nhiều người cũng rất là giỏi. Nhưng mà họ chưa có dám nắm bắt.
chưa có dám thành công, hoặc là họ cảm giác rằng là wow kinh doanh sao mà mệt mỏi quá, vân vân. Hoặc là như hồi nãy là anh Trung Chính với có một bạn comment, bạn Việt Anh rất nói rất là hay, đó là đồng tiền hạnh phúc. Thì Cam Ly sẽ giải thích thêm cho mọi người về cái năng lượng đồng tiền đó, và những cái là tạo sự nghiệp hay là tạo nghiệp. Rồi làm như thế nào để chúng ta tạo được sự nghiệp và tạo được đồng tiền hạnh phúc và tạo được phước. Đó, vì khi mà nói là kiếm tiền được nhiều quá, người ta lo ngại rằng cái phước nó sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như chúng ta chọn được đúng đồng tiền hạnh phúc và đồng tiền đó đang tạo phước cho mọi người, thì nó cũng là kéo theo là chúng ta vừa tạo được tiền mà vừa tạo được phước luôn đó cả nhà. Đó, wow, quá tuyệt vời luôn. Và cái đó mới chính xác là sự nghiệp. Thì rất là tuyệt vời để mà chúng ta chia sẻ rằng bạn là ai, thì bạn phải xác định được rằng bạn là GIA, thì bạn phải đạt những cái này. Cam Ly không nói rằng là đạt 100%, mà là chúng ta đồng ý với nhau để chúng ta vươn đến với điều đó và chúng ta luôn luyện nó, đúng không cả nhà? Yes.